Này là chả lụa nè, cái này là chả lụa chiên, chả lụa hấp nè, cái này là rau cải trộn nè. Rồi sáng hôm nay ăn bao nhiêu đây? Rồi đây là cái món này, món của người nãy đây đó, lấy làm sẵn để sẵn giờ mình chỉ ăn thôi nha, túm nó lại giờ ăn ha, lật nó qua nè. Trời ơi, nhiều quá vậy. Đó, anh muốn rách rớt ra ngoài. Trong này gồm có bơ. Thịt bò. Cần cà. Ớt. Chanh. Cay quá vậy mà nó nói the the. Củ hành, thịt bằm nướng, rồi tí là cay quá. Đây là miếng thịt bò nó nướng nè. Dạ, nó đưa mình cái miếng này mở không vậy? Này xé cho con chó ăn luôn. Ai ai mở không, tụi này nó ăn nó không chịu lấy mỡ ra, ba cái mỡ vô chết. Nè, lụm lại còn ăn chút xíu thịt bò cay chết mẹ mày luôn đó. Đó. Bà ba nó mua cái này mở không vậy trời. Còn mở nữa không? Lấy ăn đi. Rất là sao đó cái chén này. Này gọi là ăn taco. Không phải là cái gì mà cay quá. Cả chảy nước mắt luôn. Vậy lắm mà nó nói cho phê à. Thấy thiệt của nó đó. Cay quá. Thôi giờ mình ăn món của mình, món rau trộn.
cái mắt rơi muối luôn. Này chả chiên. Chả lụa này cải lecture ha, có cái rớt à, có chi chấm rồi bỏ cái ren. Cay quá, nước mắt nước mũi không. Ok, bye bye.